Chào mừng các bạn đã đến với giải pháp tự động phun nát. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy hiên tự động. Máy hiên tự động là sản phẩm cao cấp nhất trong các dòng máy che nắng mưa hiện nay, được nhập khẩu nguyên chiếc với kích thước đặt trước. Máy hiên tự động được ứng dụng như các sản phẩm máy hiên thông thường. Tuy nhiên, máy hiên dạng này được tích hợp thêm motor nên có thể điều khiển tự động bằng remote rất tiện lợi. Có thể lắp đặt cảm biến mưa gió, cảm biến nhiệt độ để có thể tự lập trình đóng mở tự động theo ngữ cảnh nhà thông minh. Máy hiên tự động có độ thẩm mỹ cao, thiết kế tinh tế, gọn gàng, không ảnh hưởng đến không gian kiến trúc xung quanh. Vải bạt được làm từ vật liệu cao cấp, nhiều năm không bị xuống màu. Thích hợp lắp đặt tại nhiều vị trí khác nhau như trong nhà, quán cà phê, biệt thự, villa, nhà hàng, khách sạn. Máy hiên tự động làm giảm sự gay gắt, nóng bức khi có ánh nắng chiếu rọi trực tiếp, hỗ trợ che mưa và những ngày mưa gió. Mở rộng không gian để tăng diện tích sinh hoạt. Đây là một sản phẩm thông minh, tiện lợi và hiệu quả. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0705 702 708 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.